Liệu rằng chia tay trong em có quên được câu ca tình yêu khi xưa em cho anh đâu là phôi pha. Đừng được dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Em đừng vội bước đi gần nước mắt yêu đuôi đó, quay lại lời anh. Em không mới qua đâu chưa lấp được nụ cười yêu thương kia, nước mắt đó vẫn vì em. Love baby đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ đâu em còn em. Em đã khác rồi, em muốn quay lưng quên hết đi à. Tình yêu trong em giờ toàn là giả dối. Anh không muốn vùi mình trong mơ, anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em hay là em của ngày hôm qua. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình lơi đây. Dừng lại và xoan nhẹ đi ký ức. Chỉ nói cho màn đêm lời ca dịu em thuở nào. Long có làm gì sai đâu mà mọi người suốt ngày mọi người vào mọi người tô xích em thế, mọi người cứ bảo mọi người ném đá em thế. Em live stream mọi người cũng ném đá em, em đăng video mọi người cũng ném đá em. Mọi người để cho em con đường sống chứ, em có làm gì sai mọi người đâu, em có chửi bới mọi người đâu. Mà sao mọi người cứ vào mọi người ném đá em như thế, em buồn lắm. Mọi người không vào mọi người xem hiện tại của tôi thay đổi như thế nào à? Mọi người vào mà xem. Bây giờ tôi đang sống và làm việc tại nhà thuốc Bảo 369 ở Tam Điệp Ninh Bình này này. Ở đây tôi hỗ trợ nhà thuốc ở đây chữa bệnh cứu người đấy. Tôi đang cố gắng thay đổi bản thân mình từng ngày đấy. Sao các bạn cứ vào các bạn ném đá rồi. Đời còn dài lắm, chưa biết ai hơn ai đâu. Thời gian sẽ trả lời thôi. Còn mình là người, con người với nhau cả. Đâu nhất thiết dồn người khác vào bước đường cùng làm gì. Các bạn làm như thế các bạn vui lắm không? Hả? Các bạn vui lắm à? Các bạn sân si làm gì? Con người ai mà chẳng có quá khứ, ai mà chẳng có sai lầm. Bây giờ người ta đàng hoàng rồi thì phải để cho người ta một con đường sống chứ. Suốt ngày các bạn vào, các bạn tô xích, rồi các bạn ném đá tôi. Tôi chỉ nói các bạn này, luật nhân quả là có thật đấy. Còn trên đời này chưa biết ai hơn ai đâu. Càng về sau sẽ rõ thôi. Thời gian sẽ trả lời thôi. Còn tôi không phải thần tiên để mà sống hài lòng với tất cả mọi người đâu. Tôi chỉ biết rằng là hiện tại của tôi đang sống ở một môi trường rất tốt. Làm những việc rất tốt. Hàng ngày tôi sống rất tích cực. Tôi làm ăn lương thiện, tôi không lừa đảo ai. Còn hiện tại bây giờ này, tôi đang ở Tam Điệp Ninh Bình này, đang ở nhà thuốc ông Bảo 369 này. Nếu như các bạn không tin đấy, Long Chính Ngón đang làm những việc tốt đấy, thì các bạn cứ về đây đi. Tôi sẽ đón các bạn để các bạn hiểu hơn về con người của tôi.